Cái máy hút bụi cầm tay này mình xài hơn 3 tháng rồi cả nhà. Hôm nay mình mới quay lại review cho cả nhà xem. Mình thấy hút rất là ok luôn cả nhà. Hút những sạch bụi mịn mà còn bụi giấy, những cái bụi tàn thuốc và những cái bụi mà đóng trên nền nhà, nhánh nhện rồi đó. Và cha niệm này mình vệ sinh không sạch đâu. Mình hút bụi nó sẽ hút những cái mảnh nhỏ li ti luôn á. Và cái khe này thì mình hút những cái ô nhỏ nè, như trong hốc, trong kẹt rồi đó cả nhà, cũng như là hút nhánh nhện được luôn nha. Và đây tháo lắp rất là dễ dàng, cái máy tháo lắp rất là dễ dàng. Từ đây, đây là cái cây cầm mình đọc vào cái lỗ đây. Đó, nghe cái cốt là đã vô xong. Cái lỗ đây mình gắn cái xe này vô ngay cốt đây xong. Còn tháo mở thì mình tháo như thế này, mình chỉ bấm một nút như thế này mình tháo ra ha. Và đây là cái lỗi nó ấy bụi nè, đây là bụi rất là dơ, mình hút tóc và khăn giấy những vật dụng bụi li ti nè, mình không nghĩ tới luôn, nó rất là dơ luôn cả nhà thấy không. Bụi mà bụi nhỏ li ti từ miếng hút từ miếng gỗ luôn nè, bụi ni lông nè, bụi giấy nè, nó tất cả là bụi luôn. Mà nhà này mình khuyên các bạn nên mua nè, nhóm nhện mình hút vô trong đây dính luôn, dính nguyên con nhóm nhện thấy không đó nè, nó bò nguyên con nhóm nhện nó bò nè, bụi quá bụi luôn cả nhà. Cái này là mình khuyên cả nhà nha, nên mua cái máy này khi có em bé đó, mình hút ra giường rồi hút trong phòng mình cho em bé bò đỡ bụi, đỡ đỡ bị viêm đường hô hấp luôn đó cả nhà. Cái này máy này là hút trong 15 mét vuông và mình hút ở trong tiệm tóc là rất là ok luôn nha.